Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Công ty Thẻ Xanh, chuyên bảo lãnh gia đình và công hàm về Việt Nam kết hôn, 714-766-3345. Tân Xanh Yến, kỷ niệm 40 năm Tân Xanh Yến với nhiều chương trình sale hấp dẫn, yến thượng hạng và đông trùng hạ thảo thiên nhiên Tây Tạng. Tân Xanh Yến, sản phẩm hảo hạng, an tâm bổ dưỡng. Hồng Song Khâm Sam, chất lượng tốt nhất được hơn 50.000 khách hàng Việt Nam yêu thích và tín dụng trong 10 năm qua. Đang có chương trình giảm giá lớn từ 25% đến 50% cho các sản phẩm làm từ 100% nhân sâm Hàn Quốc. Dược mỹ phẩm thương hiệu công thức độc quyền D1 by Tâm Đoàn FDA chuẩn thuận sẽ tạo nên sự khác biệt. 888-376-6768. Tâm Đoàn trân trọng kính mời. Trân trọng kính chào tái ngộ quý khán giả thân mến đến cùng Việt Face Today trong chương trình phát hình ngày hôm nay thứ hai đầu tuần 25 tháng 3 2024. Thay Lê Diệp và anh Dũng xin cầu chúc quý khán giả một tuần lễ mới với thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào Thái Lê. Xin kính chào Dũng, xin kính chào quý khán giả. Vâng, chúng tôi xin phép được vào ngay bản tin thưa quý vị. Trong cuối tuần vừa qua, ngày Chủ nhật vừa rồi, ở tại đằng trước khu Phước Lộc Thọ, thủ phủ của người Việt tị nạn của chúng ta tại thành phố Westminster, California, Little Sài Gòn, đã có một buổi lễ khánh thành trụ cờ để cùng làm lễ thượng kỳ cho cột cờ Việt Nam Cộng Hòa thưa quý vị. Từ trước tới nay thì người ta chỉ thấy có một cái trụ cờ cờ Hoa Kỳ ở phía trước Phước Lộc Thọ thôi. Thì sau một thời gian dài vận động thì thị trưởng thành phố Westminster ông Charlie Nguyễn Hành Chí đã vận động được sự ủng hộ của ban giám đốc của Phước Lộc Thọ và đã tiến tới cái sự chấp thuận của ban giám đốc và đã được xây dựng một cái trụ cờ. Trong ngày Chủ nhật vừa qua đó thì như quý vị đang nhìn thấy trên màn hình, rất đông đảo dân quân cán chính ở các hội đoàn, đoàn thể của cộng đồng người Việt của chúng ta đã cùng tụ tập ở phía trước Phước Lộc Thọ để cùng khánh thành trụ cờ này và làm lễ thượng kỳ lần đầu tiên lá cờ đại kỳ của Việt Nam Cộng Hòa được đưa lên sánh đôi cùng với lá cờ của Hoa Kỳ phía trước khu vực Phước Lộc Thọ. Đây là một cái niềm ao ước từ lâu của cộng đồng người Việt của chúng ta ở tại khu vực này để chúng ta có một cái nơi có thể gọi là mỗi tháng để có thể làm cái lễ thượng kỳ chính thức tại khu vực này. Thì đây là một cái điều mà thành phố Westminster đã vận động được. Đây chắc chắn là một cái sự vui mừng cho tất cả, rất đông những cái người đã cùng tham dự và cộng đồng người Việt của chúng ta ở tại khu vực này thưa quý vị. Buổi lễ đã diễn ra một cách long trọng từ 11 giờ sáng và kéo dài cho đến khoảng 3-4 giờ chiều với chương trình nghi lễ chính thức là khánh thành và thượng kỳ. Sau đó là các phần ăn trưa cũng như là chương trình văn nghệ đã kéo dài và đã diễn ra trong một cái sự thành công tốt đẹp với sự tham dự của rất đông người như quý vị đã nhìn thấy ở trên màn hình. Đó là một cái thành tựu ở tại khu vực Little Sài Gòn mà chúng tôi cũng muốn qua cái trang mạng của Vietface TV để có thể gửi đến quý vị đồng hương của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới xem những cái sinh hoạt vào cuối tuần ở tại Little Sài Gòn. Xin cảm ơn phần tường trình của anh Dũng. Và thưa quý vị, bước sang các bản tin trong chính trị dòng chính thì thượng nghị sĩ Lisa Murkowski thuộc tiểu bang Alaska, một người của đảng Cộng Hòa, cho biết rằng là dù ông Trump sẽ chính thức được đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh cử tổng thống, nhưng bà quyết định sẽ không ủng hộ liên danh của ông Trump trong kỳ bầu cử tới đây. Bà nhắc đến cái vai trò của ông Trump trong cuộc nổi loạn ở tại điện Capitol Hill vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021 là lý do tại sao bà không thể ủng hộ ông Trump trong kỳ bầu cử này, dù đảng Cộng Hòa sẽ chính thức đề cử ông vào tháng 7 tới đây. Bà Murkowski cũng là một trong những thượng nghị sĩ bên đảng Cộng Hòa mà đã từng bỏ phiếu kết tội ông Trump trong lần luận tội thứ hai mà Thượng viện cân nhắc cũng vào năm 2021 thưa quý vị. Liên quan đến sự kiện ngày hôm nay thứ hai là hạn chót để cựu Tổng thống Donald Trump có thể sẽ phải chạy cho đủ số tiền 454 triệu Mỹ Kim để đóng vào cái tiền ký quỹ trước khi xúc tiến một số các cái thủ tục để kháng án thưa quý vị. Thì ngày hôm nay là cái ngày cuối cùng. Thì nếu như ngày hôm nay mà không lo đủ số tiền này đó thì có thể ngày mai khuya ngày hôm nay thứ hai chuyển sang ngày thứ ba thì bà Letitia James có thể sẽ tịch biên một số các cái tài sản và đóng băng các cái tài khoản ngân hàng của cựu Tổng thống Donald Trump. Theo luật ở New York thì bà James phải có thể thi hành phán quyết trị giá 454 triệu Mỹ Kim sau khi đã có hiệu lực vào hồi tháng trước
nhưng đã gia hạn thêm cho phía cựu tổng thống thời gian 30 ngày và cái ngày cuối cùng là ngày hôm nay thứ hai. Mặc dù bà có thể di chuyển để thu tiền bất cứ lúc nào, nhưng bà sẽ không có bất kỳ hành động nào vào ngày hôm nay để cho đến hết cái ngày hôm nay và đến sáng sớm ngày mai. Chúng ta sẽ chờ xem những cái điều mà liệu ngày hôm nay phía cựu tổng thống có chạy đủ số tiền này hay không. Là vì chúng ta cũng biết trong tuần rồi đó thì có một số các cái cơ sở tài chính cũng có thể đứng ra để nói là sẽ bảo trợ cho chương trình này. Nhưng mà khi mà các cái thủ tục xúc tiến của nó có thể kéo dài vượt quá cái thời hạn ngày hôm nay thứ hai, do đó là chưa biết sự việc sẽ như thế nào và chúng ta chờ đợi các tin tức mới diễn ra trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau nhiều năm tránh né vấn đề này thì trong ngày Chủ nhật vừa qua, cựu chủ tịch của Đảng Cộng hòa toàn quốc bà Ronna McDaniel đã chính thức công nhận rằng là những gì mà xảy ra trong ngày 6 tháng Giêng là không chấp nhận được. Bà trước đây đã nhiều lần né tránh không nhắc đến vấn đề này khi mà được hỏi, vì bà nói rằng là trong vai trò là chủ tịch của Đảng Cộng hòa toàn quốc, bà có cái trách nhiệm gọi là phải luôn binh vực cho các chính khách cũng như là các ứng viên bên Đảng Cộng hòa. Và vì vậy cho nên rằng là bà không tiện nói nhiều đến vấn đề này. Trong tháng trước đây thì bà đã rời bỏ chức vụ chủ tịch Đảng Cộng hòa toàn quốc sau khi mà ông Trump đã đánh bại tất cả các đối thủ trong Đảng Cộng hòa trong kỳ bầu cử sơ bộ vừa qua. Và trong ngày Chủ nhật vừa qua, thưa quý vị, bà cũng đã chính thức thừa nhận rằng là Tổng thống Joe Biden là chiến thắng kỳ bầu cử Tổng thống của Mỹ vào năm 2020 một cách công bằng. Cũng xin nhắc lại thưa quý vị, trong thời gian trước đó thì ông Trump đã thay thế bà Ronna McDaniel và bổ nhiệm hai thân tín của mình vào trong cương vị lãnh đạo của Đảng Cộng hòa toàn quốc. Một trong hai người đó cũng là con dâu của ông Trump. Và trong tuần trước đây thì đài truyền hình NBC News cũng loan tin rằng là họ đã chính thức mời bà Ronna McDaniel về cộng tác là một bình luận viên hay là một dư luận viên về vấn đề chính trị có khuynh hướng bảo thủ cho đài truyền hình NBC News. Vâng, thưa quý vị, trở lại một tí với cái bản tin liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump phải lo số tiền 454 triệu Mỹ Kim đó. Thì bản tin mới nhất sáng ngày hôm nay chúng tôi vừa nhận được tức thì, tức là một tòa phúc thẩm ở tại New York đã gia hạn thêm cho cựu Tổng thống trong vòng 10 ngày tới để có thể chạy đủ số tiền này. Thì đây cũng là một cái diễn biến mới nhất mà chúng tôi vừa ghi nhận được. Chắc chắn trong buổi chiều thì chúng tôi sẽ có thêm chi tiết liên quan đến vấn đề này. Sang qua hãng Boeing, thưa quý vị, thì công ty này đã công bố một số những cái thay đổi sâu rộng trong vấn đề quản lý vào ngày hôm nay thứ hai, với giám đốc điều hành, người đứng đầu bộ phận máy bay thương mại đã tuyên bố là sẽ từ chức cuối năm nay, khi hiện nay mà Boeing đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng tập trung vào sản phẩm quan trọng nhất của mình, đó là cái dòng máy bay phản lực 737 MAX. Tổng giám đốc điều hành là Dave Calhoun sẽ rời công ty vào cuối năm nay, trong khi chủ tịch của công ty Larry Kellner sẽ không ra để tái tranh cử vào cái chức chủ tịch của công ty, Boeing cho biết trong một cái tuyên bố. Trong khi đó thì Stan Deal là người đứng đầu bộ phận máy bay thương mại của Boeing cũng sẽ nghỉ hưu ngay lập tức. Và công ty cho biết là giám đốc điều hành Stephanie Pope sẽ đảm nhận vai trò của ông Deal trong thời gian sắp tới. Calhoun là một giám đốc điều hành lâu năm của Boeing và là người kỳ cựu của General Electric Company và Blackstone Group LP, sắp kết thúc thời gian làm giám đốc điều hành để có thể giải quyết các cái hậu quả liên quan đến cuộc khủng hoảng hiện nay của hãng Boeing về các cái dòng máy bay 737 MAX là máy bay bán chạy nhất của hãng máy bay Mỹ này. Các thay đổi này diễn ra trong bối cảnh khách hàng ngày càng thất vọng với ông Calhoun và ngay cả ông Deal, khi mà cuộc khủng hoảng tập trung vào chất lượng sản xuất và độ an toàn của Boeing đối với các dòng máy bay mà họ đã xuất xưởng. Chính quyền Tổng thống Joe Biden tuyên bố rằng là Tòa Bạch Ốc sẽ chi ra khoảng 6 tỷ Mỹ Kim để mà giúp đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu một cách cụ thể từ các ngành công nghiệp nặng ở tại Hoa Kỳ, bao gồm những nhà máy xí nghiệp chuyên môn sản xuất ra bê tông, cement, sắt và nhôm. Những cái khoản tiền này sẽ giúp tu bổ lại 30 nhà máy đang hoạt động ở khắp nước Mỹ, mà 30 nhà máy này chuyên thải ra 14 triệu metric tấn của carbon dioxide.
Cái việc này nó đồng nghĩa với việc rằng là sau khi mà những cái điều chỉnh này, những cái thiết kế này được áp dụng cho các nhà máy nói trên đó, thì chúng ta sẽ giảm khoảng chừng 3.3 triệu chiếc xe hơi mà chạy trên đường phố mỗi ngày. Thì quý vị có thể hình dung rằng là nếu mà hơn 3 triệu chiếc xe hơi chạy mỗi ngày thì cái khói nó phun ra như thế nào. Chỉ cần mà số tiền này được áp dụng để mà tu bổ lại một số các hệ thống gọi là thanh lọc cho các nhà máy mà sản xuất ra bê tông, thép, nhôm cũng như là xi măng đó, thì nó sẽ giảm cái khí phát thải tương đương với khoảng chừng hơn 3 triệu chiếc xe mà chạy trên đường phố mỗi ngày. Sang qua với vấn đề lương thực thực phẩm dành cho các em thiếu nhi, thưa quý vị, hiện tại thì chúng ta đã ghi nhận rằng cái mức giá hiện nay cho các cái loại hàng tạp hóa tại Hoa Kỳ đã tăng hơn khoảng 25% so với trước đại dịch. Chỉ riêng trong năm 2022 thì người Mỹ đã chứng kiến cái mức tăng giá hàng năm lớn nhất ở tại các cửa hàng bán lẻ, những cái cửa hàng bán thực phẩm ở tại Hoa Kỳ kể từ năm 1978. Ở tại quận Hillsboro thì các tổ chức địa phương hiện nay đang giúp để duy trì bữa ăn cho các gia đình có cái lợi tức thấp. Trong suốt năm qua thì câu lạc bộ Boys and Girls ở tại Tampa Bay và kể cả cái tổ chức Feeding Tampa Bay đã dành ra nhiều cái chương trình để mà có thể cung cấp bữa ăn cho các trẻ em, đặc biệt là các trẻ em với cái lợi tức thấp. Mỗi tháng một lần thì người ta sẽ thấy một chiếc xe tải chở nông sản đậu ở bên ngoài câu lạc bộ Boys and Girls và nó cung cấp những cái loại trái cây, thực phẩm tươi, rau quả cho các thiếu nhi để các em có thể mang về nhà. Nhiều người đã cùng đóng góp vào cái chương trình này và họ ghi nhận được cái việc lợi ích của cái việc này để dành cho các gia đình có lợi tức thấp ở trong cái khu vực này. Và người ta cũng hy vọng rằng cái chương trình này nó sẽ được đưa đến cho nhiều địa phương khác nhau trong cái giai đoạn mà nhiều gia đình có lợi tức thấp hiện nay đang thiếu các cái chất dinh dưỡng cho các trẻ em ở trong khu vực của mình, tại các địa phương. Trở lại với bản tin, phần này là tin liên quan đến Bắc Hàn, thưa quý vị. Lãnh đạo Bắc Hàn ông Kim Jong-un gần đây đã được nhìn thấy đến đích thân để mà thị sát một đơn vị thiết giáp theo báo cáo từ phương tiện truyền thông nhà nước Bắc Hàn KCNA. Trong chuyến thăm của ông thì ông Kim nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải tăng cường sự chuẩn bị chiến đấu và hiệu quả chiến đấu của đơn vị. Đơn vị thiết giáp mà ông thị sát có trụ sở tại sư đoàn xe tăng số 105 cận vệ Seoul Ryukon thuộc quân đội nhân dân Bắc Hàn cùng với trung đoàn bộ binh thiết giáp xe tăng số 1 dưới sự chỉ huy trực tiếp. Sư đoàn này được ghi nhận là đơn vị đầu tiên vào thủ đô Hán Thành của Nam Hàn trong chiến tranh Triều Tiên có ý nghĩa lịch sử đối với Bắc Hàn. Chuyến thăm của ông Kim bao gồm nhiều hoạt động khác nhau như là tham quan bảo tàng cách mạng, tham gia thảo luận với các sĩ quan chỉ huy, thị sát doanh trại quân đội và giám sát cuộc diễn tập như các đội xe tăng tiến hành. Sư đoàn xe tăng 105 có ý nghĩa đặc biệt vì được thành lập vào tháng 8 năm 1948 với tư cách là đơn vị thiết giáp đầu tiên trong lực lượng vũ trang cách mạng của Bắc Hàn. Việc nhấn mạnh vào khả năng sẵn sàng chiến đấu và hiệu quả nhấn mạnh sự tập trung liên tục của Bắc Hàn vào việc chuẩn bị quân sự vốn vẫn là khía cạnh trung tâm trong chính sách quốc gia của nước này. Sang qua vụ thảm sát tại Nga vào ngày thứ Sáu vừa qua, thưa quý vị, thì bốn tay súng tình nghi đã bị bắt và hiện nay thì chính quyền Nga đang điều tra và cái hướng của họ có vẻ như là hướng về phía Ukraine, trong khi chính quyền của Ukraine đã chính thức lên tiếng và bác bỏ tất cả những cáo buộc liên quan. Hiện nay thì nước Nga đang quay cuồng sau vụ tấn công này. Tính cho đến ngày hôm nay thì theo một số các hãng thông tấn thì có tổng cộng là khoảng 137 người đã thiệt mạng trong cái vụ xả súng này. Matthew Chen là phóng viên của đài CNN có mặt ở tại Moscow trong ngày hôm nay cũng đã đưa gửi về những cái hình ảnh cho thấy rằng người dân Nga đã cùng tụ tập lại để mang những cái đóa hoa đến để tưởng niệm những nạn nhân đã thiệt mạng trong cái vụ này. Hàng ngàn người từ khắp nước Nga đổ về để bày tỏ lòng kính trọng, đưa những cái đóa hoa để mà tưởng niệm những nạn nhân đã thiệt mạng. Đây thực sự là một sự kiện lớn ảnh hưởng đến Nga và nó gây ra cảm giác bất ổn đối với nhiều người dân bình thường. Khi được phỏng vấn thì phần lớn những người dân ở tại Moscow đã bày tỏ cái sự thương tiếc đối với các nạn nhân
Bên cạnh đó cũng bày tỏ cái sự là họ cảm thấy hoang mang, không yên tâm và không được an ổn, yên ổn khi trong những ngày vừa qua đã có nhiều sự kiện liên quan. Từ sau cái chết của nhà đối lập Navalny, bây giờ là đến cái vụ khủng bố này. Nhiều người như phụ nữ đứa trên nói đó, tôi không phải hôm nay vì cuộc tấn công này, mà điều này nó có thể xảy ra ở khắp nơi trên thế giới, và tôi cảm thấy bất an đối với cái tình hình thế giới hiện nay. Đó là những cái lời trả lời phỏng vấn của các thanh niên trẻ, những cái người khi mà được phóng viên Matthew Chance đã có những cái câu phỏng vấn, thưa quý vị. Và đây thanh niên này cũng nói, tôi không biết thế nào để làm trả lời cái câu hỏi này một cách chính xác, nhưng tất cả những gì tôi có thể nói là các cuộc tấn công khủng bố hiện nay là một cái vấn đề toàn cầu, và hy vọng rằng tất cả các lãnh đạo trên thế giới có thể hợp tác để chặn đứng những cái khủng bố như thế này. Đó là lời tuyên bố của các thanh niên ở tại Moscow. Và sau đây là, thưa quý vị, là hình ảnh của hàng ngàn người đã xuống đường ở tại thủ đô Buenos Aires của Argentina hôm Chủ nhật vừa qua, không những là để tưởng niệm đến những nạn nhân của một chính quyền độc tài mà ngự trị quốc gia này từ năm 1976 đến năm 1983. Họ cũng xuống đường và mượn cái cớ này để mà phản đối các chính sách cải cách của đương kim tổng thống Javier Milei, một chính khách thuộc cánh hữu mà hiện nay đang đưa ra nhiều cải cách với tốc độ rất là nhanh nhằm cải thiện lại đời sống của người dân ở tại Argentina. Những người xuống đường đã biểu tình những cải cách của ông, và họ cho biết rằng là họ không có ủng hộ những cải cách này, và họ xuống đây để mà phản đối những cải cách đó. Trở lại với tình hình ở tại dải Gaza, cơ quan phục vụ cho dải Gaza, thưa quý vị, UNRWA cho biết là chính quyền Israel đã tuyên bố là họ sẽ ngăn chặn viện trợ lương thực đến phía bắc của dải Gaza. Người đứng đầu cơ quan chính của Liên Hiệp Quốc làm việc tại các vùng lãnh thổ của Palestine vào ngày hôm qua Chủ nhật đã cho biết rằng Israel sẽ ngăn chặn viện trợ lương thực của nước này đến phía bắc của Gaza. Ông nói rằng bất chấp thảm kịch đang diễn ra dưới sự giám sát của chúng tôi, chính quyền Israel đã thông báo với Liên Hiệp Quốc rằng họ sẽ không chấp thuận bất kỳ đoàn xe chở lương thực nào của tổ chức UNRWA đến phía bắc dải Gaza. Ông cho biết vào ngày thứ Bảy, đã 2 tháng kể từ khi tổ chức này có thể gửi thêm viện trợ đến khu vực ở phía bắc Gaza, nhưng trong 2 tuần vừa qua thì một đoàn xe chở lương thực đã bị từ chối khi mà họ cố gắng để đưa các lương thực tới đây. CNN đã yêu cầu bình luận từ lực lượng phòng vệ Do Thái, tuy nhiên chưa nhận được bất kỳ sự phản hồi nào. Một số các quốc gia thì chúng ta đã biết là họ đã rút khoản tài trợ của họ ra khỏi cái tổ chức này sau khi mà Israel vào hồi tháng Giêng đã cáo buộc là hàng chục nhân viên của tổ chức UNRWA có liên quan đến cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas. Tuy nhiên, các tổ chức này thì đều lên tiếng và cho rằng đó là những cái lời cáo buộc không có cơ sở. Một báo cáo rõ ràng từ sáng kiến của các tổ chức phi chính phủ cùng với các cơ quan Liên Hiệp Quốc cảnh báo là nạn đói sẽ bùng phát ở phía bắc Gaza vào khoảng giữa tháng 3 và tháng 5. Và hiện nay thì người ta đang lo lắng. Tuy nhiên, Israel đã cố gắng thắt chặt cái vấn đề này để có thể tiêu diệt hoàn toàn cái lực lượng Hamas hiện nay theo như các cái lập luận mà phía Israel đã đưa ra cho đến giờ phút này. Cũng từ liên quan đến Israel, thưa quý vị, thì Israel cho biết là hiện nay họ đang chờ bên Hamas trả lời sau khi Hoa Kỳ đưa ra một đề nghị trao đổi tù nhân. Đề nghị này từ Hoa Kỳ đưa ra cho biết rằng là Israel sẽ thả ra khoảng 700 tù nhân Palestine, những người mà trước đây đang thọ những bản án tù chung thân sau khi mà đã bị kết tội giết chết các công dân của Israel. Đối ngược lại thì lực lượng Hamas sẽ thả tự do cho khoảng 40 người dân Israeli mà hiện nay đang bị Hamas bắt giữ làm con tin. CNN cho biết rằng là trong số 40 người này chắc chắn sẽ có vài người dân Mỹ ở trong số đó. Và hiện nay chúng ta đang chờ xem rằng là bên Hamas có đồng ý với đề nghị trao đổi tù nhân do Hoa Kỳ đưa ra hay không.
cũng liên quan đến tình hình này, thưa quý vị. Ngày hôm nay thì Bộ Y tế ở dải Gaza do lực lượng Hamas điều hành đã, trong ngày hôm qua Chủ nhật, đã đưa ra con số người thiệt mạng, những người Palestine đã thiệt mạng qua cái cuộc chiến này. Tính cho đến nay đã là 32.333 người, và hầu hết con số này là phụ nữ và trẻ em. Cũng theo Bộ Y tế của Hamas thì các vụ đánh bom và giao tranh ở Gaza đã giết chết 72 người khác chỉ trong tối ngày thứ Bảy. Văn phòng báo chí chính phủ Hamas cho biết là hơn 50 cuộc khung kích đã trút xuống dải Gaza vào ngày thứ Sáu, thứ Bảy vừa qua. Lực lượng vũ trang Do Thái cũng đưa ra con số tương tự và cho biết là các loại máy bay chiến đấu và trực thăng của họ đã tấn công vào khoảng 50 mục tiêu khủng bố và tiêu diệt khoảng 10 kẻ khủng bố Hamas. Hiện nay thì như chúng tôi trong các bản tin, là tình trạng thiếu lương thực và nước uống đã khiến cho người dân ở dải Gaza càng lâm vào cảnh cùng cực. Một người đàn ông ở tại khu vực này cho biết, chúng tôi đã không có đủ thức ăn trong nhiều ngày qua. Và cái tình cảnh rơi vào các trẻ em của chúng tôi ở tại khu vực này là một tình trạng rất thê thảm tính cho đến giờ phút này. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, những tin tức mới nhất vào sáng ngày hôm nay thứ Hai đã cho thấy rằng một tòa phúc thẩm ở tại New York đã đồng ý để cắt giảm số tiền ký quỹ của cựu Tổng thống Donald Trump xuống còn 175 triệu, thay vì con số là 454 hay là 465 triệu như mà chúng ta đã biết trong những ngày qua. Vì sao lại có vấn đề này? Và tại sao lại vừa cắt giảm số tiền xuống còn 175 triệu và lại gia hạn thêm cho phía cựu Tổng thống được kéo dài thêm trong vòng 10 ngày để có thể đóng đủ số tiền này? Chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi với phần nhận định và phân tích với Thái Lê Diệp sau đây. Thưa quý vị, nếu mà nói rằng là phân tích đó, thì thực sự là trong phần này là mình tường trình những cái chi tiết xung quanh cái vụ việc này nhiều hơn. Quý vị thấy rằng là bên tiểu bang New York thì họ có một cái công thức nó hơi phức tạp một chút xíu. Nhưng mà nếu mà nói cho một cách dễ hiểu đó, thì khi mà một người bị tòa án bắt buộc là phải đóng một số tiền mà gọi là thế chấp mà lên đến 465 triệu đi, thì khi mà họ mua một cái bond á, thì thật sự là họ chỉ đóng có 10% thôi, chứ không phải rằng là họ phải đóng một số tiền mà lên gọi là lên tới cùng một lúc mà lên tới 465 triệu Mỹ Kim. Thì ví dụ nếu mà chúng ta lấy luật của Cali đi, nó là 10%, thì cái số tiền mà ông Trump, nếu mà cái vụ này ở tại California đó, là ông phải thế chấp cho một công ty bail bond là khoảng chừng 46 triệu 500 ngàn. Nhưng mà chắc là cái số tiền đó cũng là một số tiền lớn mà ông cũng đã không có quy tụ được, là tại vì tôi đã nói trong một chương trình vào tuần trước rằng ít có khi nào mà có người giàu nào mà trong lúc ngân hàng của họ mà họ để một số tiền nhiều đến như vậy, tại vì tiền của họ nằm trong bất động sản hoặc trong cổ phiếu hay là những cái dạng đầu tư lâu dài gì cả. Thì trong ngày hôm nay thật sự là một cái chiến thắng rất là lớn về vấn đề tài chính cho ông Trump. Đó là hai chuyện, là tòa phúc thẩm của cấp tiểu bang New York gia hạn cho ông ta thêm 10 ngày nữa để mà kiếm đủ những công ty nào đó có thể để mà cho ông mua cái bond. Và cái bond và cái số tiền mà thế chấp mới này nó cũng sẽ giảm xuống từ 465 triệu xuống còn có 175 triệu mà thôi. Và nếu mà cũng dùng những công thức tương tự như vậy thì trong cái số tiền là 175 triệu đó, đó ông cha chỉ cần kiếm được khoảng chừng 10% tiền mặt để mà đóng cho các công ty bail bond để mà họ đứng để đóng cái tiền thế chấp. Thì thưa quý vị, 10% của 175 triệu thì nó dễ nuốt hơn cho ông Trump cũng như là tập đoàn của ông và cũng như là của hai đứa con trai, còn hơn rằng là một số tiền kia thì nó quá lớn. Mà luật sư của ông Trump vào tuần trước cũng đã nói rằng là không có công ty bail bond nào mà dám lấy cái phong hiểm cho ông Trump vay một cái số tiền lớn đến như vậy. Thì bây giờ 10% của số tiền hồi nãy là tôi nói là nôm na là khoảng chừng 17 triệu đi, 17 triệu Mỹ Kim là số tiền mà ông Trump trong 10 ngày tới phải kiếm đủ để mà đóng cái tiền bail bond. Thì đây là một cái một chiến thắng rất là lớn trong vấn đề tài chính, có nghĩa rằng là trong 10 ngày tới đây
ông sẽ không có nguy cơ bị mất các tài sản danh giá trong cái tập đoàn của ông, như là tòa nhà Trump Tower, những cái khu vực mà gọi là những tòa nhà ở tại Manhattan vân vân, và ông cũng không cần bán tháo nó như là những gì mà người ta đã đồn đoán trước đây. Thì 10 ngày này và với cái số tiền thấp hơn đó, ít hơn, có thể rằng là nó đủ thời gian và đủ cái tầm cỡ mà để cho ông có thể kiếm được một công ty bail bond mà để chi trả cho ông trong cái phần này. Xin trở lại với anh Dũng. Chắc chắn là vấn đề này cũng sẽ chưa dừng lại ở đây, nhưng mà tuy nhiên với cái con số đã được giảm xuống một nửa và kéo dài thêm thời hạn 10 ngày thì phía cựu tổng thống có thể sẽ vượt qua được cái thời điểm này. Và chúng ta sẽ chờ đợi tiếp những cái diễn biến trong những ngày sắp tới. Cảm ơn với phần phân tích của Thái Lê Diệp và cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Một ngày an lành đến với tất cả chúng ta. Chương trình Việt Fix Today được bảo trợ bởi Gia Hưng Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Công ty Thẻ Xanh, chuyên bảo lãnh gia đình và công hàm về Việt Nam kết hôn, 714-766-3345. Tân Xanh Yến, kỷ niệm 40 năm Tân Xanh Yến với nhiều chương trình sale hấp dẫn, yến thượng hạng và đông trùng hạ thảo thiên nhiên Tây Tạng. Tân Xanh Yến, sản phẩm hảo hạng, an tâm bổ dưỡng. Hồng Sông Khâm Sam, chất lượng tốt nhất được hơn 50.000 khách hàng Việt Nam yêu thích và tín dụng trong 10 năm qua, đang có chương trình giảm giá lớn từ 25% đến 50% cho các sản phẩm làm từ 100% nhân sâm Hàn Quốc. Dược mỹ phẩm thương hiệu công thức độc quyền D1 by Tâm Đoàn FDA chuẩn thuận sẽ tạo nên sự khác biệt. 888-376-6768. Tâm Đoàn trân trọng kính mời. Chào Xuân Giáp Thìn, Gia Hưng Karaoke kính chúc quý khách vui Tết xuân về, lộc xuân tràn đầy, năm mới đến nhà thả ga nhận quà. Khi mua sắm dàn karaoke cao cấp ca hát vui xuân tại Gia Hưng, dàn karaoke loa Electro Voice Evolve 50, vang số KX180, microphone VM 300 giá chỉ còn 3.699 đồng. Dàn karaoke loa JBL PRS One, vang số JBL VX8, microphone VM300 giá chỉ còn 3.599 đồng. Quà tặng miễn phí đèn Disco Light, ưu đãi độc quyền chỉ có trên Việt Face TV. Số lượng có hạn, xin gọi ngay 407-704-6970 để đặt hàng. Để tri ân quý khách hàng luôn đồng hành với Tân Xanh Yến và nhà thuốc Bắc Tân Xanh trong suốt 40 năm qua, bằng một chương trình khuyến mại đặc biệt như sau: khi mua một hộp Bạch Yến và Hoàng Yến Triple A 100 gram sale 260 Mỹ Kim tặng đường phèn và nhân sâm. Ngoài ra giảm ngay 204 Mỹ Kim khi mua một hộp đông trùng hà thảo thiên nhiên Tây Tạng. Nên nhớ, đông trùng hà thảo thiên nhiên Tây Tạng 18.90 gram và được tặng thêm kỹ tử organic và bình thủy giữ nóng. Mọi thông tin xin gọi về Tân Xanh Yến 714-839-6712, 714-839-6712 hoặc vào trang nhà tân xanh yến.com. Tân Xanh Yến, sản phẩm hảo hạng, an tâm bổ dưỡng. Hồng Sâm Hàn Quốc Khâm Sam Big Sale, Big Sale. Hồng Sâm Khâm Sam đang bắt đầu chương trình giảm giá lớn từ 25% đến 50% cho các sản phẩm làm từ 100% nhân sâm Hàn Quốc. Cao Hầm Sâm Gold, Cao Hồng Sâm High Class, Cao Hắc Sâm Nhung Hiêu Linh Chi, mua 2 tặng 1, giảm giá cực lớn đến 40%. Liên Hoàng Sâm Đan nên có sẵn trong nhà để phòng ngừa đột quỵ. Bột hồng sâm pha cùng nước ép rau, trái cây giúp tăng cường năng lượng và trà để hồng sâm phòng, giảm 33% đến 40%. Hồng sâm củ khô, hợp thiết 300g và 75g, giảm 25%. Kẹo hồng sâm không đường, mua 2 tặng 2 giảm 50%. Tất cả các sản phẩm Khâm Sam đều được bán với giá xỉ. Hãy chuẩn bị trước quà tặng cho lễ Mother's Day và Father's Day. Hồng Sâm Khâm Sam tọa lạc bên trong chợ Ereran trên đường Garden Grove giữa Gilbert và Brookhurst. Khâm Sam, nhà bán xỉ các sản phẩm nhân sâm Hàn Quốc giá rẻ nhất tại Hoa Kỳ. Điện thoại 714-351-0002. Tâm Đoan mở khóa bí quyết của làn da trắng sáng. Ca sĩ Tâm Đoan đã tạo ra mỹ phẩm dùng dưỡng da đa hệ thích hợp mọi lứa tuổi, loại da, màu da nam và nữ. Như đã thấy trên đài CBS của Mỹ, sản phẩm D1 bởi Tâm Đoan đã đạt được niềm tin và khẳng định vị trí của mình với một thương hiệu độc quyền trong 4 năm vừa qua, từ thị trường Việt Nam cho đến thị trường Mỹ, ngăn chặn nếp nhăn ngay từ lúc chúng hình thành. Dạ, căng ra luôn, chính xác luôn, những gì tâm non non và khách review lại nói đó là sự thật. Em nào nám nên mua xài đi. Mình nó sáng ra với lại nó mịn ra, nó căng ra rất là căng, chị rất là thích, không phải đi mổ nữa. Đúng rồi, một viên một phòng đào nhất cái gì nữa, không cần trồng đỡ nữa. Cái bú nó nhỏ rồi, ra khỏi mổ. D1 will make ngon. The difference. 888-376-6768. Tâm Đoàn trân trọng kính mời. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.